Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thì em Khánh sẽ lên cho quý bạn một chiếc xe rất là ngon trong cái tầm giá này. Có một mẫu xe đến từ nhà VinFast, mẫu xe ổn định nhất nhà Vin nhé. Nhà VinFast, chiếc VinFast Fadin 2021, phiên bản số tự động máy 1.4. Bản này trang bị cực kỳ đầy đủ phanh đĩa ABS la răng đúc, cân bằng điện tử, rất nhiều công nghệ. Chiếc xe này là phiên bản tiêu chuẩn nhé, màu trắng 2011, 21 một chủ từ đầu. Và xe mới chỉ chạy 2 vạn thôi. Đó, 2 vạn thôi. 2 năm mà chỉ mỗi năm chỉ chạy tầm đâu đó 1 vạn. Mà chiếc xe thì có tình trạng zin nguyên bản. Với cái tầm giá 2021 mà chỉ hơn 300 một chút xíu thì cực kỳ hợp lý. Và chiếc xe này thì quý bạn đã biết rồi đấy, không hề có một chút tai tiếng nào trong cái hệ sinh thái lô xe của nhà VinFast, kể cả xe điện lẫn xe lắc SA. Chiếc xe này cực kỳ giữ giá vì cái tầm giá này nó rất là ngon rồi. Đó, nếu quý các bạn mà sử dụng mua một chiếc i10 2015, 16, 17 đi, 17 đi thì cũng phải mức giá hơn 200. Đó, trong khi đó quý các bạn đã sở hữu một chiếc VinFast Fadin không lỗi. Dòng này ổn định nhất của nhà Vin nhá. Zin nguyên bản, chạy 2 vạn, gần như là mới rồi. Và mức giá hơn 200 tí rồi. Hơn 300 các bạn, hơn 300, lốp láp thì còn zin nguyên bản nhé, và la răng đúc 4 bánh luôn, bản này la răng rất là to, đấy, la răng 15 inch, to nhất phân khúc luôn. VinFast Fadin thì bán rất là chạy trong vòng mấy tháng, từ kể và đến lúc nó không sản xuất nữa, nói chung là tất cả đều bán chạy. Đó, phím bấm vô lăng này, hệ thống đèn đóm này, màn hình ZTAC nhiều đấy nhá, màn hình ZTAC rồi, cam 360 luôn, trần lì nguyên bản. Dòng VinFast Fadin này thì thật ghế da này, đó, ghế da này thì phải rất là xịn, phải được xe trang bị trên những dòng xe hạng C trở lên nhá, nó hạng B chưa chắc đâu, ghế da xịn như này, gương kính chỉnh điện, gương cụp xòe, đó, khóa điện này. Mới 2021 các bạn nhé, 2021 một chủ từ đầu, zin toàn tập, mức giá cực kỳ hợp lý. Đấy, dòng xe Vin thì bao giờ cái cánh cửa này cũng phải đóng mạnh tay một chút. Đấy, các cái kênh review xe nổi tiếng ở Việt Nam, kể cả lúc mới nó cũng phải đóng chắc tay như vậy. Xi nhan tích hợp trên gương kính chỉnh điện, gương cụp xòe, cả Vin sườn luôn. Đấy, phần nhựa lốp cực kỳ đẹp nha, lốp lạp mới này, phanh đĩa ABS này, răng đúc hợp kim nhôm, dạng đa chấu 15 inch. Đây là đèn LED này. Đó, chiếc xe này thì ở chủ xe nó lên đèn LED này. Đấy, cam 360 các bạn nhé, cam 360 này. Đấy, logo VinFast 15A74012, biển khá là đẹp, biển tiến 12. Hệ thống đèn đó cực kỳ là đẹp. Quý vị và các bạn mà mới xem video của em lần đầu thì nhớ đăng ký kênh giúp em để cập nhật những cái mẫu xe mới nhất về điện thoại quý vị các bạn em đưa lên. Quý vị các bạn theo dõi kênh để tìm cho mình gia đình một mẫu xe phù hợp với nhu cầu đi lại với tầm tài chính của gia đình nhé. Chiếc VinFast Fadin này thì cực kỳ hợp lý các bạn, 2021 và mức giá chỉ có 325 triệu đồng. Đó, mức giá đề xuất là 325 triệu đồng. Khi quý vị và các bạn liên hệ trực tiếp với em Khánh thì sẽ có mức giá yêu hơn nữa các bạn nhé, giá yêu hơn nữa. Đó. Để tìm được một chiếc xe đời cao, ngon và giá với cái tầm giá này thì rất là khó nha. Đấy, hôm nay thì mình đem về cho quý bạn một mẫu xe cực kỳ hợp lý. Dòng xe này thì cũng rất là ít có nha, rất là ít có. Hyundai rồi Morning số tự động thì đây. Đây chỉ có trường hợp là chủ xe muốn lên xe rộng rãi hơn, sang trọng hơn thì mới bán thôi, còn đâu gần như là không bán nhá, dòng xe này ít khi bán ra. Đấy, tư khí này, hai tư khí luôn, cổ số quá đẹp luôn, số thẳng. Đấy, động cơ 1.4 cực kỳ khỏe, khóa điện này. Đấy, những cái mẫu xe mà trang bị động cơ to ấy
ở hatchback thì nó sẽ rất là bền máy các bạn nhé, không phải chạy cố. Những dòng xe mà trang bị máy 0.8 1.0 thì nó phải chạy cố nên là nó không được bền như cái mẫu xe mà trang bị động cơ to nhé. Những chiếc Camry hoặc là những chiếc xe hạng D ấy mà trang bị động cơ to nó sẽ rất là bền. Một tội nó chờ tốn xăng một chút thôi. Đấy, nhưng mà với cái động cơ chỉ 1.4 thì cũng quá là bình thường các bạn nhé, không có gì là to tát cả, không có gì là hút xăng cả. Đấy, ghế da này, đó, những mẫu xe hạng C hạng D trở lên mới được mẫu xe trang bị như này. Fadin là một trong những mẫu xe ổn định nhất của nhà Vin. Đấy, mặc dù không sản xuất nhưng đồ đạc thay thế, hỏng hóc sửa chữa thì cũng rất là đơn giản. Hệ thống đèn đóm rất chắc chắn. Phần cản phía sau, Fadin thì dẫn động cầu trước, hệ thống treo độc lập phía trước và treo phụ thuộc ở phía sau. Đấy, gầm bệ này, chassis thì quá ngon luôn nhé, tôn vỏ dày dặn, mức giá cực kỳ hợp lý. Đây mức tiêu thụ nhiên liệu này, đó 5,8 lít được kết hợp, chưa đến 6 lít, quá ok luôn. Đường quanh ngõ nhỏ chạy thì miễn bàn. Khả năng sắp tới thì ở nhà Vin sẽ ra một chiếc VF3. Nhưng xe điện thì chắc chắn rồi, không tiện mà sẽ sang được. Đó. Đây là phiên bản tiêu chuẩn nhá. Bản này thì sẽ có bản Plus. Và bản cao hơn nữa. Ô đồ 2 vạn này. Đấy, thông số kỹ thuật ABS cân bằng điện tử chống trơn trượt. Không thể có cái mẫu xe nào ở phân khúc này với tầm tiền này mà trang bị được nhiều như vậy nhá. Đó, điều hòa cực mát. Các phím bấm điều hòa đều rất là gọn gàng, đẹp, điều hòa 2 chiều. Dưới đây thì có hộc để đồ này, để điện thoại này, rộng rãi. Đấy, đây là bệ thi tay thì chủ xe chế lên nhé. Màn hình cam 360 này. Em sẽ... cam 360 nhé. Đây, hệ thống cam 360 này, toàn cảnh luôn. Đó, LED căng, đấy, trước sau đều có hết nhé. Đây là phía trước này. Đấy, khi các bạn là vào cam đây đã có nhìn thấy phía sau rồi. Đấy, và số lùi này. Đó. Wow. Đấy, chiếc màn hình Redtech này, cam 360 này có mức giá gần chục triệu rồi. Đó. Ôi, chủ xe có gắn kim cương này. Đấy, nhưng gắn cái này là không lên đâu các bạn nhé. Cái này sẽ nếu mà lổ túi khí mình trong quá trình di chuyển mà nó tư khí thì cái này sẽ rất nguy hiểm. Đấy, không nên nhé. Gương kính chỉnh điện, gương cụp xòe. Đó. Xì nhan trên gương luôn, cả trên sườn. Một chiếc xe quá ngon. Nếu quý vị và bạn đang có cái tầm tiền như này, cần một chiếc xe đời cao, số tự động, ngon, zin, nguyên bản, thì chiếc này quá phù hợp cho quý vị và bạn luôn nhé. Chiếc xe này đã được trải nghiệm, được sử dụng rất là nhiều rồi, có sự yên tâm tuyệt đối luôn. Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc VinFast Fadin phiên bản tiêu chuẩn sản xuất 2021, phiên bản cơ động máy 1.4, trang bị 4 máy. Đấy, quý vị các bạn chắc là cũng xem rất là nhiều review xe rồi. Như bạn có thấy chiếc xe nào mà có cái mẫu xe hatchback cột đầu mà có động cơ to như vậy không? Nó quá chất luôn, máy nổ cực êm nhá. Cô giáo sạch sẽ, nói chung là còn máy móc thì zin nguyên bản, đảm bảo cam kết cho quý bạn nhé. Chiếc xe này thì quý vị các bạn chỉ việc cân đối về giá thôi, cân đối về giá thôi, và tầm giá này thì quá ngon rồi. 2021 zin toàn tập, chạy 2 vạn, một mẫu xe ổn định nhất của nhà VinFast và mức giá chỉ có hơn 200-300 triệu đồng thôi. Đấy, phía dưới kia là cụm chi ABS để rất là gọn ở dưới này nhé, thanh đĩa ABS chống bó cứng chống trơn trượt. Wow. Quá tuyệt vời. Vâng, một chiếc VinFast Fadin sản xuất 2021 phiên bản tiêu chuẩn, số tự động, máy 1.4. Đương nhiên rồi, không taxi, không dịch vụ, một chủ từ đầu, zin nguyên bản, xe mang biển kiểm soát Hải Phòng 15A74012, sơn xi màu trắng thì đúng chuẩn bài luôn, chuẩn bài hatchback luôn. Một mẫu xe cực kỳ ngon trong cái tầm giá này, nó rất ít khi có được các bạn nhé.
quý vị và các bạn mà quan tâm có nhu cầu sử dụng mẫu xe này liên hệ cho ông Khánh theo số điện thoại 0818 733 286. Mức giá đề xuất là 325 triệu đồng. Khi quý vị và các bạn liên hệ trực tiếp với ông Khánh sẽ có mức giá yêu hơn nữa các bạn nhé, yêu hơn nữa. Quá đẹp. Vâng, em xin được kết thúc video đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành hộ kênh ô tô hay. Đấy, xin chúc quý vị các bạn luôn mạnh khỏe, cuộc sống thật nhiều vui và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video tiếp theo. Đây, các bạn nhìn này, cốp này đẹp long lanh luôn, cốp vừa đủ nhu cầu sử dụng, hatchback mà nhỏ gọn. Đây, phần sàn xe này, đấy, thiết bị kích lốp, lốp sơ cua đầy đủ, lốp sơ cua rất là nhỏ gọn nhé. Đang có tầm tiền này rồi thì quý bạn chốt ngay của em này, không thì lỡ mất. Đấy, bên em rất ít khi có được những mẫu xe ngon bổ rẻ như vậy nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video tiếp theo.